Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván cờ rất đặc sắc: Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đại chiến với kiện tướng quốc gia Dương Đình Chung. Trận đấu tại 1/8 giải cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo diễn ra tối ngày hôm qua 27 tháng 11 2022. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1. Sure. 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 Chỉ chỉ. Chỉ chỉ. Chẳng chín. Chỉ chí. Chỉ.
吃。 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 将军。 再将。 再将。 将军。
将军。破事。吃。将军出马。将军出马。将军。吃。吃。吃。吃。
Giang Jun. Chờ đến đây, kiện tướng quốc gia Dương Đình Chung đã buông cờ nhận thua. Vì nếu cố gượng chơi tiếp về tượng hoặc bay tượng thì lập tức bên đỏ sẽ thối mã chiếu tướng bắt chết mã đen. 1-0 cho tay độc Nguyễn Thành Bảo. Mời các bạn xem tiếp gian 2 tuyệt phẩm của tay độc. Giang Jun. Zài Jiang. Chi. 将军 再将 将军 吃 吃去 将军 再将 将军
吃。 或是 将军。 将军。 再将。 将军。 吃。 吃。 将军。
吃。 将军 马后炮 破下 破事 吃 将军 将军 Cho đến đây, kiện tướng quốc gia Dương Đình Chung đã buông cờ nhận thua. Vì nếu có gượng chơi tiếp lên tướng hoặc xuống tướng thì lập tức mã đen chiếu tướng. Đến đây, bên đỏ chắc chắn sẽ mất xe. Hay không cho tay đọc Nguyễn Thành Bảo. Và ván thứ 3 kết thúc với tỷ số hòa. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Nguyễn Thành Bảo. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất đặc sắc của tay độc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.